Ví dụ nhé, đầu tiên là dùng học tính năng tích group trước, được chưa? Đấy, chúng ta sẽ loại ra một cái sản phẩm mình không render. Ví dụ mình không muốn render bức tranh đi, và cái ghế này nhá, hai cái này. Thì giờ bạn muốn biết hai cái này nó là gì thì bạn phải biết tên của nó trước, thì chúng ta bấm include là được nhá. F3 để mình trước khi này mình attach nó lại đó, cần vừa đến equaling, chọn đối tượng này mình attach nó lại đó, ăn quy để mình attach nó lại, chọn đối tượng này bấm attach này, điểm chấm A mình attach hết. Ok, mở bảng chết tinh như này. Sau đó chúng ta vào tab array, mặc định chức năng này nó là chức năng ngăn, bạn kích vào chức năng render mask trong phần image similar, bạn kích vào chọn chức năng là include và exclude nick, chọn vào cho bảng mình bảng include nha. Thì đây mình sẽ dùng tính năng exclude trước là loại trừ, mặc định chúng ta include là đưa vào, exclude là đưa ra. Chọn vào đối tượng này mình sẽ đặt tên lại đối tượng này thành không đầu tiên, 011 đi, được chưa? Đối tượng này có tên là 022 đi. Tại sao mình phải đặt bằng 0? 022 thì nó sẽ nằm trên đầu trong bảng list, nó sẽ nhanh hơn, mình tìm từ đối tượng này nó hơi khó. Được chưa? Hoặc không bạn đặt tên là không ghế. Nha, không ghế. Và đây là không tranh đi. Nếu bạn kỹ hơn. Thường mình đặt đơn giản thôi cho nó dễ làm, cái này nó không quan trọng lắm đâu. Đấy, sau đó bạn bấm vào bảng x plus. Trong cái này vừa nãy nó là include đúng không? Nếu bạn bấm vào mảng include thì bạn sẽ bỏ cái phần tranh với phần ghế là đẩy sang đây này. Được chưa? Bây giờ mình dùng tính năng là include là loại trừ, có nghĩa là nó render cả bài và hai cái mục tranh và ghế này nó sẽ không render. Mình sẽ để khoảng ảnh nhỏ thôi. Ok. Mình render. Nó sẽ tính toán biên kết bình thường và in-remap bình thường nhé. Sau đó đến bước kia là cái loại trừ ra. Theo nó sang phần path nhé, nó vẫn cứ tính toán trên toàn bộ bức hình nhé. Rồi sang bức render image, bạn thấy mọi cái ghế này là vẫn báo như mình nói, nó sẽ là một màu đen và đối tượng bên trên nó màu đen, có nghĩa là nó không render, nó bỏ qua. Rồi tiếp tục nhé, đấy là tính năng loại trừ, có nghĩa là loại trừ một chi tiết nó sẽ không render. Ngược với chức năng loại trừ thì nó sẽ có một tính năng nữa. Trong phần array chúng ta vào chức năng nó là bấm nút include. Bây giờ mình sẽ có tính năng là include, được chưa? Những đối tượng này được sang cái bảng này ấy, thì một là loại trừ, include là loại trừ, còn include là đưa vào. Và trong trường hợp này nó chỉ render include, nó chỉ render có hai bước này thôi, hai đối tượng này thôi, còn các đối tượng khác nó bỏ qua. Ok, bạn bấm render, nó tính toán lại từ đầu nhé, và nó chỉ render lại hai bước này thôi. À, bạn cũng chờ thôi, nó phải tính toán rất là nhanh đúng không? Tại vì nó có hai đối tượng thôi mà, nó tính toán chẳng nhanh. Đến lúc render image ấy, thì nó render chỉ có mỗi hai đối tượng này thôi, còn các đối tượng khác không render. Tính năng render include này nó khác với chức năng render select một chút xíu. Render select là nó đối tượng nó bị đen, đúng không? Màn hình nó bị đen này, được chưa? Rồi tính năng render include này thì nó không đen, nó sẽ render chồng lên cái bức trước. Bây giờ mình ví dụ mình sẽ đổi texture nhé, của cái ghế này. Khách hàng bảo là chị không thích ghế màu vàng đâu, chị thích ghế nó màu cam cam lên, được chưa? Thay cái màu vàng bằng cái màu cam cam lên là xong. Thì chúng ta sẽ sử dụng tính năng là render include đưa vào, đúng không? Để chúng ta chồng lên bức hình trước, được chưa? Vậy thì mình sẽ đổi, nha, mình sẽ đổi cái ghế này đầu tiên, mình sẽ đổi map của nó, mình sẽ hút map nó đúng không? Mình sẽ mở luôn bảng cái điện. Sau đó mình sẽ hút cái map này, đó, chúng ta sẽ mở nhỏ cái bảng này đi. Và chúng ta sẽ hút map, mình sẽ hút vào cái map này, chúng ta sẽ kéo ra cho mình cái bitmap nhá, copy luôn ở bên dưới này, xong rồi kéo vào hai cái bitmap, và mình sẽ thay đổi cái map này thành cái map màu đỏ, đây map vàng màu đỏ đây. Để cho map nó sinh động thì mình sẽ kéo thêm một cái tính năng có tên là color collect nhá, vào phần general top thì mình phải kéo ra một cái map tên là color black để mình chỉnh sửa cái map này, một là sáng hơn, hai là tối đi một tí cho nó sinh động. Rồi bạn kéo ra phần bức cầm chắc này, rồi kéo sáng được kéo tối cũng được, rồi mình kéo đi tối đi một tí nhé, tí 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 thôi. Thì hai cái bức hình này bắt đầu là nhiều quá, được chưa? Như tí như này thì là được rồi, cái map của chúng ta bắt đầu nó êm ái và nó chuyển động, nhìn nó sẽ sinh động hơn, mỗi vậy thôi.
Bây giờ chúng ta sẽ render. Trong phần render này chúng ta sẽ render như sau. Đây là mở cái bảng này lên trước nhá. Được chưa? Mình sẽ render một cái ghế này không thôi. Trong cái phần Xcross vừa nãy đẩy cái bức tranh sang, đẩy cái bức tranh xong rồi mình sẽ đẩy sang. Và bây giờ mình sẽ render một cái ghế thôi. Được chưa? Một cái ghế này nó thay màu từ màu vàng thành màu đỏ. Nhá, bấm phím M. Đúng không? Không phải là màu đỏ, mình muốn sâu lên nhưng mà kích vào đây là sâu nó lên. Bây giờ cái ghế nó sẽ thành màu đỏ. Nhá. Bây giờ mình sẽ render ra thôi. Nhìn nó tính toán rất là nhanh nhá. Được chưa? Tính view này cách này. Nó chỉ tính có một đối tượng này thôi nên là tính rất là nhanh. Xong rồi tính user map một đối tượng này thôi. Đó, xong rồi nó render. Nó render rất là nhanh rồi. Đó, vậy là đối tượng ta được cập nhật vào trong bài rồi.